Xin cái lời trân trọng kính chào tôi thưa Chúa ông bầu sự quản nhiệm cùng toàn thể các con dân của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa rất nhiều vì sáng nay chúng ta được ra mắt Chúa trong thời giờ nhóm lại lễ một và cùng học lời của Chúa qua chủ đề sự phán xét các dân tộc. Tôi xin nhắc lại một chút về mục đích trong sự tái lâm hiển nhiên của Chúa Giêsu. Như điều chúng ta đã học trong tuần trước, Chúa Giêsu tái lâm hiển nhiên để cứu dân sót của Chúa là người Do Thái, như lời Chúa đã hứa ở trong Jeremy đoạn 23 câu 3 câu 4 và Sajari đoạn 12 câu thứ 10. Mục đích thứ hai, Chúa tái lâm hiển nhiên để Chúa thực thi sự công bình của Ngài đối với thế giới tội ác. Cái điều chúng ta đã được học trong những tuần qua, Ngài sẽ đến và thế giới tội ác sẽ kết thúc để chuẩn bị bước vào vương vấn thế giới ngàn năm bình an. Cho nên sự phán xét các dân tộc là điều chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì trong thế giới ngàn năm bình an không có sự ác, không có những con người ác, những người công bình sẽ bước vào đó, và điều đó được thể hiện qua rõ ràng trong sự phán xét các dân tộc. Có vài điều chúng ta suy gẫm ở trong buổi sáng hôm nay liên quan đến chủ đề sự phán xét. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm, đấng phán xét. Ai là người sẽ đoán xét các dân tộc? Kinh Thánh tiếp rất rõ ở trong Giăng đoạn 5 câu thứ 22. Tin lành Giăng đoạn 5 câu thứ 22, lời Chúa phán rằng: Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Cha cũng chẳng đoán xét ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Từ con trong câu Kinh Thánh Giăng đoạn 5 câu thứ 22, đó là Đức Chúa Con hay là Đấng Christ. Như vậy thì trong câu Kinh Thánh này, lời Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng đấng phán xét các dân tộc chính là Đấng Christ. Theo cách hiểu thông thường của chúng ta, sự phán xét là điều xảy ra và Đức Chúa Trời Ngài là đấng phán xét. Dựa trên Hebrew đoạn 12 câu thứ 23, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là quan án của mọi người. Đó là cách hiểu thông thường của một người đi theo Chúa. Sự phán xét đó tất nhiên là Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm. Nhưng sự phán xét các dân tộc được rõ ràng cụ thể và lời Chúa nói đó chính là ngôi hai Thiên Chúa là Đấng Christ. Nếu chúng ta xem ở trong đoạn Giăng đoạn 5 câu thứ 27 đó, thì Chúa Giêsu nói rằng Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Như vậy thì rõ ràng Kinh Thánh cụ thể cho chúng ta biết đấng phán xét các dân tộc đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Có vài điều minh chứng cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu Ngài chính là đấng phán xét các dân tộc. Cái minh chứng thứ nhất, bởi vì Ngài là đấng thần nhân. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu thứ 23, lời Chúa nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là sự rao báo của thiên sứ nói rằng Chúa Giêsu Ngài giáng sinh và danh xưng của Ngài chính là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu là đấng có cả nhân tánh và thần tánh. Chúa Giêsu là con người trọn vẹn. Và nhờ vào Ngài mà có người trọn vẹn, cho nên con người nói chung sẽ hiểu được luật pháp, tình yêu thương qua đời sống chức vụ của Chúa Giêsu. Và qua Chúa Giêsu, con người hiểu rõ lý do của sự phán xét trong chức vụ của Ngài. Qua đời sống Chúa Giêsu chúng ta thấy rất rõ luật pháp Đức Chúa Trời ghi tạc ở trong chính đời sống của Chúa Giêsu bằng chỉ sống. Qua đời sống của Ngài, con người hiểu được luật pháp của Chúa, những điều Chúa dạy dỗ, và con người không đủ sức có thể làm trọn những điều Chúa phán dạy. Nhưng chúng qua đời sống chức vụ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người, trong khi con người ở trong vị trí một người phạm tội. Qua đời sống chức vụ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng thấy rõ nếu ai chối bỏ tình yêu của Chúa thì người đó sẽ bị hình phạt đời đời. Chỉ có Chúa Giêsu đấng vô tội, đấng ấy sẽ đoán xét con người có tội. Về thần thánh của Chúa Giêsu chúng ta biết rõ, mặc dù Ngài là con người trọn vẹn, nhưng Chúa Giêsu Ngài cũng là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể xử đoán cách công bình.
qua thần trí của Chúa Giêsu, hay nói cách khác qua sự toàn tri của Ngài, Chúa Giêsu Ngài sẽ phán xét cách rõ ràng, không chỉ là những hành động ở bên ngoài cụ thể mà con người vi phạm, mà Kinh Thánh cũng cho biết Ngài sẽ phán xét ngay cả trong những tư tưởng, những điều bí ẩn sâu kín ở trong lòng của một con người mà người khác không nhìn biết, bởi vì Chúa Giêsu Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chẳng có điều gì có thể giấu được chính Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói rằng chẳng có vật nào được kín giấu trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Trong Hebreo đoạn 4 câu thứ 13. Tất cả mọi việc sẽ phơi bày trong sự hiểu biết toàn tri của Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ trong các sách Phúc Âm luôn ký thực rằng Chúa Giêsu Ngài biết được ý tưởng của họ, cho nên Chúa đã từng phán. Chúa nhìn thấy trong lòng của đoàn dân, của những người, của con người. Chúa nhìn biết được ý tưởng của họ, nên Chúa phán bày tỏ một Đấng có thẩm quyền khi Ngài hiểu biết tất cả mọi sự thầm kín trong con người của chúng ta. Rồi Chúa Giêsu Ngài Đấng có thẩm quyền tuyệt đối, hay là thần quyền của Chúa. Điều này được chép trong Philip đoạn 2 câu 10 câu 11. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ xin nhận Jesus Christ là Chúa. Điều này cho biết rằng tất cả một quyền hành đều phải phục vụ ở trước mặt Chúa Giêsu. Và trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16 nói rất rõ danh của Chúa Giêsu là vua của các vua và Chúa của các Chúa. Nên Ngài có đủ tư cách để thi hành sự phán xét, thưởng phạt cách công minh từng việc mà con người đã làm khi còn sống ở trên đất này. Nhân tánh, thần tánh của Chúa Giêsu hiệp làm một, trở thành đấng thần nhân. Ngài đủ tư cách để phán xét một cách chính xác, sự công bình, luôn cả đức yêu thương của Đức Chúa Trời. Minh chứng thứ hai chúng ta có thể thấy rõ nơi Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là đấng trung bảo. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 5, lời Chúa phán rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Đấng trung bảo nghĩa là Ngài ở chính giữa Đức Chúa Trời và con người. Ở trong Chúa, chúng ta thấy bày tỏ một cái chương trình cứu rỗi trọn vẹn mà Đức Chúa Trời vạch ra cho con người để được cứu. Đó chính là qua sự chết của Chúa Giêsu. Điều này được chép trong Hebreo đoạn 10 câu 19-20. Và cũng qua trong Chúa Giêsu đó, chúng ta thấy một sự rao báo về sự hình phạt cho những ai chống nghịch lại hay là không tin vào cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 3 câu thứ 36, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên khi đấng thần nhân ngự trên tòa phán xét của Ngài, mang tính công chính và chí thánh, và lời Chúa xác nhận cách rõ ràng ở trong Công vụ đoạn 10 câu 42 đó, Đức Chúa Trời đã lập đấng Christ để đón xét kẻ sống và kẻ chết. Cho nên chúng ta thấy rõ trong ngày phán xét các dân tộc, Đấng Christ sẽ ngồi trên ngai của Ngài để phán xét từng người theo những việc họ làm. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm sang này, thời điểm phán xét. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 21 đến câu thứ 33 lời Chúa phán: khi con người ngự trong sự vinh hiển mình đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với kẻ khác như kẻ chăn chi chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Khi Chúa Giêsu tái lâm hiển nhiên, Ngài sẽ mở cuộc phán xét các dân tộc ở trên đất. Và chúng ta đã học trong những tuần trước, đặc biệt trong tuần rồi, chúng ta đề tới của Chúa đã cho chúng ta hiểu rõ khi Chúa Ngài tái lâm hiển nhiên, Chúa sẽ phá hủy mọi đế quyền trên đất, và trận chiến hạt Maradon là điều sẽ chắc chắn xảy ra. Rồi liên minh 10 nước, chúng ta thấy trong tuần rồi để tới Chúa có nói liên minh 10 nước kết hiệp là
một cái đạo quân, một đạo đạo minh để cai trị thế giới lúc bấy giờ trong ngày cuối cùng. Và Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ phá hủy tất cả mọi việc chiến thắng trong cuộc chiến tại Harmagedon và liên minh 10 nước. Trong cái khải tự không, cái giấc chiêm bao của vua Nebuchadnezzar, trong cái pho tượng đó, chúng ta thấy trong từng rồi để tới Chúa đã hướng dẫn, đã giải thích cho chúng ta. 10 ngón chân tượng trưng cho 10 nước liên kết lại. Và hòn đá đục ra từ núi đó, không phải bởi tay con người. Và hòn đá đó đã đập vỡ cả sắt, đồng, đất sét, bạc và bằng vàng. Hòn đá đó chính là Đấng Christ. Và chính Ngài sẽ phá vỡ tất cả mọi đế quyền cai trị ở trên đất để thi hành sự phán xét của chính Ngài trước khi con người bước vào thế giới ngàn năm bình an. Rồi chúng ta thấy trong thế giới ngàn năm bình an được chép trong Khải Huyền đoạn 20 câu thứ 6 đó, Kinh Thánh ghi rất rõ Chúa Giêsu sẽ cai trị trong ngàn năm bình an với các thánh đồ của Ngài. Và trong thế giới ngàn năm bình an này, đó là một thế giới đầy phước hạnh, không có chiến tranh, một thế giới không có bệnh tật, một thế giới hòa bình thịnh vượng, một thế giới sống trong sự công bình và công nghĩa. Và sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ được nhận biết một cách trọn vẹn trong thế giới ngàn năm bình an này. Và con người sống trong thế giới ngàn năm bình an sẽ kinh nghiệm sự thông công với Chúa không bất cứ cái từng trải nào trước đây. Nghĩa là có một sự ngọt ngào ở trong sự diện của Chúa mà con người sống trong thế giới ngàn năm bình an này họ sẽ kinh nghiệm một cách đặc biệt, bởi vì sự hiện diện của Đức Trời bày tỏ cách rõ ràng khi vua của thiên đàng ngự giữa dân sự của Ngài trong thế giới ngàn năm bình an. Thế giới ngàn năm bình an Chúa Giêsu thiết lập nó cũng giống như là cái vườn Ê-đen ngày xưa. Trong khung cảnh đó, con người được sống trong sự mật thiết với Chúa và sự hiện diện của Ngài trên con người. Và trong thế giới ngàn năm bình an này, một sự phước hạnh mà con dân ở trong thế giới đó họ sẽ kinh nghiệm một cách đầy trọn trong phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho. Như vậy chúng ta thấy có sự kiện giữa trận chiến Harmagedon, liên minh Harmagedon, rồi liên minh 10 nước, rồi có sự kiện diễn ra thế giới ngàn năm bình an. Như vậy thì sự phán xét các dân tộc nó nằm ở chính giữa của hai cái sự kiện này. Trước khi bước vào thế giới ngàn năm bình an, những người sống trong thế giới ngàn năm bình an là những con người công bình. Và trước đó, khi Chúa Giêsu tái lâm hiển nhiên để Ngài vĩ phá tất cả mọi điều ác, con người ác, mọi đế quyền ở trên đất để chuẩn bị cho cái vương quốc ngàn năm bình an. Nên sự phán xét các dân tộc nó sẽ nằm ngay sau liên minh 10 nước, trận chiến Harmagedon và trước thế giới ngàn năm bình an. Đó là thời điểm sẽ xảy ra sự phán xét các dân tộc. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm sáng nay về luật phán xét. Luật phán xét trong sự phán xét các dân tộc trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46, chúng ta thấy rất rõ Chúa sẽ chia chiên, hay tượng trưng cho người công bình, với dê là những người gian ác sẽ bị rủa sả. Và kết quả của cái sự phán xét này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 cho chúng ta thấy người được gọi là dê sẽ bị quăng vào âm phủ và ở đó chờ đợi cho đến ngày phán xét trung thẩm tại tòa án trắng của Đấng Christ. Điều này được chép ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 đến câu thứ 15. Rồi những người được gọi là chiên sẽ được bước vào thế giới ngàn năm bình an mà Chúa Giêsu Ngài sẽ thiết lập. Hay nói cách cụ thể, khi Chúa Giêsu Christ tái lâm cách hiển nhiên, sau khi Ngài phá hủy tất cả một đế quyền, một sự ác ở trên đất, thì Chúa sẽ mở ra tòa phán xét và tất cả con người còn sống sót lại sau cơn đại nạn sẽ trình diện trước mặt Đấng Christ để nghe sự phán xét của Ngài về số phận của họ. Sẽ có người bước vào thế giới ngàn năm bình an, sẽ có người bị quăng vào âm phủ để chờ đợi cho Ngài phán xét trung thẩm tại tòa án trắng. Vậy thì Chúa sẽ dựa vào tiêu chuẩn nào để phán xét các dân tộc? Thứ nhất, đó là luật pháp. Điều này được chép ở trong Roma đoạn 2 câu thứ 12. Còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội thì sẽ bị luật pháp đoán xét. Như vậy thì Chúa dựa vào luật pháp để phán xét đối tượng là người Do Thái. Đối tượng là người Do Thái. Trong bài giảng về cơn đại nạn, tôi có đề cập đến một số người Do Thái được cứu, là dân sót lại của Chúa đó. Số người này sẽ được Chúa gìn giữ trong suốt kỳ đại nạn
khi họ đối diện với sự bất hại của Antichrist, họ được Chúa gìn giữ, được sống cho đến ngày họ bước vào vương quốc ngàn năm bình an. Nhưng số người Do Thái khác sẽ đối diện với sự phán xét của Đấng Christ. Đây là số người không sống theo luật pháp của Chúa, nhận lấy cái hình phạt thích đáng. Tiên tri Ezechiel đã nói về sự phán xét này ở trong đoạn 20, câu 33 đến câu thứ 38. Ezechiel đoạn 20, câu 33 đến câu thứ 38. Trong phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy rất rõ thời gian là chỉ về hậu đại nạn. Vì trong câu số 33 của Ezechiel đoạn 20 đó, nói rằng Chúa Ngài sẽ làm vua dân Do Thái. Và vua đó là khi Chúa Giêsu thiết lập thế giới ngàn năm bình an. Trong câu 35 của Ezechiel đoạn 20 thì người Do Thái sẽ đối diện với sự đoán xét. Trong câu 38 giải thích rất rõ họ phạm những điều răn hay là luật pháp đó, không được vào đất Israel, tức là vương quốc ngàn năm bình an trong tương lai. Đây là những người chối bỏ Đấng Messiah, không sống theo luật pháp là 10 điều răn, là kinh thánh tượng trưng cho tiêu chuẩn đối với hành vi đạo đức và bổn sự cơ bản đối với Chúa. Vì họ không sống theo tiêu chuẩn của Chúa là luật pháp, cho nên họ sẽ đối diện với sự phán xét của Đấng Christ tại tòa án của Ngài. Điều thứ hai chúng ta thấy Chúa dựa vào tiêu chuẩn, đó là đạo đức hay là lương tâm của con người. Kinh Thánh trong Roma đoạn 2 câu thứ 15. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dài biểu đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Đối tượng mà Chúa dựa vào lương tâm hay là luật đạo đức để đoán xét đó chính là người ngoại. Trong câu Kinh Thánh Roma đoạn 2 câu thứ 15, sứ đồ Phaolô cho biết không phải là luật pháp được ghi tạc trong lòng người không tin Chúa, nhưng mà luật pháp đã được giao cho người Do Thái thực hiện để họ biểu lộ ra bên ngoài cái hành động cụ thể và những hành vi trong cách sống của người Do Thái mà Chúa đã ban phát luật pháp là 10 điều răn và những lời giới mạng luật định mà được ghi lại trong Kinh Thánh của ước. Nhưng mà những điều đó đã được dân ngoại xem như là phải lẽ để họ cũng thực hiện trong hành vi đạo đức của mình. Cho nên đó là điều mà Kinh Thánh ghi ở đây, luật pháp dài biểu. Việc của luật pháp dài biểu là cái việc đúng lý ra là người ngoại họ không có nhận được, nhưng mà người Do Thái đang nhận trong sự ban cho của Chúa, và người Thái buộc phải thực hành. Nhưng mà dân ngoại khi họ hiểu biết về những điều mà người Do Thái đang sống trong luật pháp, và họ xem đó như là những tiêu chuẩn cho chính mình để thực hiện trong đời sống hành vi của mình, đó chính là điều mà họ nhận thức được ở trong lương tâm hoặc là lực đạo đức mà họ rút ra được từ luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái. Tôi ví dụ, trong điều răn thứ 5 Chúa dạy người Do Thái đó là phải hiếu kính cha mẹ, phải sống trọn bổn phận đối với cha mẹ trong khi mình là người con lúc cha mẹ còn sống. Những người dân ngoài thấy cách sống của người Do Thái là điều đúng, là hợp lẽ và hợp lý, và họ cảm biết rằng đó là điều họ cần phải vân giữ, họ cũng cần phải thực hiện, và họ áp dụng điều đó cho chính mình. Phaolô giải thích ở đây đó chính là việc luật pháp dài biểu. Chúa đặt để lương tâm ở trong con người để giúp cho họ hiểu được điều cần phải làm, điều đúng cần phải theo, điều sai cần phải tránh. Và sứ đồ Phaolô giải thích rất rõ trong Roma đoạn 2 câu 15 đó, chính lương tâm của họ đóng vai trò như là một cái thiết bị kiểm tra, xác định, khẳng định lại cái sự hiểu biết của họ về những điều mà họ nói rằng luật pháp của người Do Thái. Và chính cái ý tưởng của họ không ngừng xác định lại những điều đúng, điều sai là điều mà họ rút ra được từ luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái. Trong phần Đấng Christ là đấng phán xét, chúng ta có nói qua về thần thánh của Chúa Giêsu. Chúa hiểu biết tất cả mọi điều, và nhờ vào sự hiểu biết này, Chúa biết được ý tưởng bên trong con người. Và nhờ vào đó, Chúa nhìn thấy sự bí ẩn kín giấu trong lòng của một con người. Chính nhờ vào Chúa Giêsu là đấng toàn tri,
Cho nên Ngài phán xét tất cả mọi ý tưởng, mọi hành vi và động cơ trong lòng của một người. Chúng ta thấy cụ thể hóa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 35 đến câu 45. Trong sự phán xét sau cùng này, Chúa Giê-xu chia chiên và dê, chiên và dê đi ra. Những người được gọi là chiên, những người được gọi là công bình, điều thú vị ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 này cho chúng ta thấy ngay cả những người được Chúa kể là công bình, họ cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi vì họ không thể nhớ được, họ cũng không biết rằng là họ đã thấy Chúa khi nào để mà phục sự Chúa, cung cấp sự cần dùng cho Chúa. Chúa Giê-xu giải thích rất rõ, khi những người đó đối xử tử tế với người Do Thái, với những người thuộc về Chúa, thì cũng giống như là họ đang đối xử cho chính Ngài vậy. Tôi đã đọc một câu chuyện kể về một nhân vật có tên là Martin. Ông là một chiến sĩ của người La Mã. Một lần nọ trong lúc mùa đông lạnh lẽo, khi ông bước vào thành phố, ông thấy có một người ăn xin ngăn ông lại để xin ông bố thí. Lúc bây giờ Martin ông không có tiền ở trong người, nhưng mà khi ông thấy người này mặt mày xanh xao, run rẩy vì lạnh, ông đã làm một điều, đó là ông cởi một chiếc áo nhà binh của ông ra, một chiếc áo cũng không phải là còn mới lắm. Bởi vì thấy người ăn xin này lạnh lẽo, run rẩy, cho nên ông đã cởi chiếc áo của mình và xé nó ra làm đôi để nhường một nửa cho người ăn xin, và ông giữ lại cho mình một nửa còn lại. Câu chuyện ghi rằng tối hôm đó, ông nằm ngủ và ông thấy giấc chiêm bao. Ông thấy cảnh thiên đàng ở trước mặt mình. Ông thấy thiên sứ bao quanh Chúa Giê-xu. Và ông thấy Chúa Giê-xu ngài mặc một nửa chiếc áo nhà bình đó. Thiên sứ đến với Chúa Giê-xu và hỏi rằng, vì sao Chúa lại mặc cái áo này? Và ai là người đã cho Chúa chiếc áo đó? Chúa Giê-xu trả lời rằng, đó chính là mặc tin tô tơ của ta. Những điều mà con người đối xử với những người thuộc về Chúa, Chúa Giê-xu luôn kể đó chính là đối xử với chính Ngài. Nên Chúa nói với những người ở bên hữu của Ngài, là người được gọi là chiên, là dê, là người được gọi là người công bình đó, bởi vì họ đã đối xử tử tế với con dân của Chúa, đồng nghĩa việc họ đã đối xử với chính Ngài. Cũng một thầy ấy, Chúa nói với những người ở bên tả Ngài là những người gọi là dê đó, những người không phải là người công bình trong cách ứng xử hàng ngày đó, Chúa nói với họ rằng họ là những kẻ gian ác, bởi vì họ đã không đối xử tốt với chính Ngài. Họ nói rằng có bao giờ chúng tôi thấy ra Chúa trần truồng hay là đối khác bệnh tật nghèo khó mà không hầu việc Ngài sao? Chúa nói rằng bởi vì các ngươi không làm những điều đó cho những người thuộc về ta, cho nên các ngươi đã không làm điều đó cho ta. Chúng ta nhớ trong bối cảnh của thế giới trong cơn đại nạn, những con người sống ở trong đó đối diện với sự bất hại nặng nề mà chúng ta thấy trong cái bài học về cơn đại nạn tôi đã nói rất rõ. Những con người ở trong thế giới cơn đại nạn, họ sẽ có sự chọn lựa, hoặc là vì đức tin phải đối diện với sự chết, hoặc là để an thân cho chính bản thân mình, họ phải chịu đóng dấu con thú. Và những con người này là những con người đã nhận lãnh dấu của con thú. Họ chỉ lo cho chính bản thân của mình, nhưng họ không màng đến những người Do Thái đang chịu sự đau khổ bởi cơn đại nạn. Họ không đối xử tốt với những người Do Thái. Họ không đối xử tốt với những người tin Chúa trong cơn đại nạn. Cho nên Chúa nói rằng họ là những con người gian ác, phải trả cho cái số phận của họ. Đó, họ phải bị giam cầm ở trong âm phủ chờ đợi cho đến ngày phán xét tại tòa án trăng. Luật thứ ba chúng ta thấy Chúa dựa vào đó để phán xét các dân tộc, đó là luật của phúc âm. Luật của phúc âm. Kinh Thánh trong Giăng đoạn 3 câu thứ 36: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thảnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Giê-xu quyền ban sự sống đời đời cho những người tin Ngài. Nên trong Giăng đoạn 3 câu 36 đó là một trong những câu Kinh Thánh nói rất rõ cách một người được cứu, đó là đức tin nơi Đức Chúa Con. Đây là hứa không thể thất bại cũng như không hề thay đổi. Những ai tin
và công giá chuộc tội của Chúa Giêsu, người đó sẽ được nhận sự sống đời đời. Những ai khước từ thì chẳng nhận, khi chẳng những là không nhận được sự sống đời đời mà họ còn phải đối diện với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên chính đời sống của mình. Điều này cho thấy số phận đời đời của một con người phụ thuộc vào cách họ đáp ứng với Đấng Christ hay là Đức Chúa Giêsu. Trong ngày cuối cùng, khi Chúa Giêsu mở cuộc phán xét các dân tộc, Chúa cũng sẽ dựa vào cái luật này để đón xét tất cả mọi người, từng người, từng người một. Bởi vì Chúa Ngài biết rất rõ hành vi con người, động cơ và trong suy nghĩ của họ. Trong gian đoạn 12 câu 48 phần B, Chúa Giêsu nói lời ta đã rao giảng và chính lời đó sẽ đón xét họ nơi ngày sau cùng. Chúa Giêsu khẳng định với những người khước từ Ngài rằng những người chối bỏ niềm tin ở nơi Chúa, trong tương lai khi họ đứng trước tòa phán xét của Ngài, những điều mà Chúa đã từng rao giảng và những lời đó sẽ định tội họ trong ngày họ chịu sự đoán xét. Và đây thì cũng nhắc nhở mỗi chúng ta, lời Chúa Giêsu rao giảng cũng chính là tin lành mà ngày nay chúng ta rao giảng. Tin Đức Chúa Con thì được cứu, không tin Đức Chúa Con thì chẳng những không được cứu mà còn phải đối diện với sự phán xét đời đời. Chúng ta đi vào phần thứ tư, mức độ của sự phán xét. Sự phán xét của Chúa rất khủng khiếp. Sự phán xét của Chúa rất khủng khiếp. Điều này bày tỏ qua ba cái khía cạnh. Thứ nhất là rất khốc liệt. Rất khốc liệt. Trong Mác đoạn 9 câu thứ 49, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Sự khốc liệt ở đây ám chỉ đến tai họa dữ dội mà tất cả những người chối bỏ Chúa Giêsu phải chịu nhận lấy hình phạt mà chính Ngài tuyên án. Từ lửa ở trong Mác đoạn 9 câu thứ 49, trong câu thánh này chỉ về địa ngục. Chỉ về địa ngục. Và chúng ta xem thượng văn ở trên đó, câu 44, 46, 48 của sách Mác đoạn thứ 9 đó, nói đến địa ngục, sự phán xét của Chúa. Chúa Giêsu trích dẫn ở trong Ê-sai đoạn 66 câu thứ 24 mô tả về Gê-hê-na, một từ chỉ về địa ngục. Và trong nguyên ngữ cụ ước, nó ám chỉ đến cái trũng Hinnom, một cái trũng mà nó nằm bên ngoài thành Jerusalem. Đó là một cái hố rác mà ngày đêm vẫn cháy, vẫn cháy. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh ngày đêm vẫn cháy đó, lửa vẫn cháy đó, để dùng đó để nói đến cái hình phạt đời đời của những người chối bỏ Chúa trong ngày phán xét của chính Ngài. Từ muối, muối có rất nhiều cái ý nghĩa, muối có rất nhiều cái đặc tính của nó. Nhưng khi nói đến sự phán xét, chúng ta thấy đặc tính bảo tồn của muối đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài sẽ giữ những con người gian ác ở trong cái hồ lửa chẳng hề tắt. Và sự hình phạt đối với họ là một sự mà không thể mô tả hết trong cái ngôn ngữ của con người. Những người gian ác sẽ bị giam cầm ở dưới đó. Họ kêu la, họ khóc lóc, họ rên xiết, họ đau khổ, họ đau đớn. Nhưng mà Chúa không để cho họ chết. Đó là cái giá trả cuối cùng của những con người chối bỏ niềm tin nơi Chúa Giêsu. Mức độ thứ hai, chi công. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11, bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán. Ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán, nghĩa là sự xét đoán của Chúa hoàn toàn chính xác, không hề có sự nhầm lẫn, không hề có sự sai sót, cũng không có sự bất công nào đối với từng con người khi đứng trước tòa án của Chúa chịu Ngài phán xét. Mọi tội nhân đứng trước mặt Chúa sẽ phơi bày tất cả những tội lỗi mà mình đã làm, và tất cả mọi người phải cúi đầu xuống nhận lỗi ở trước mặt Chúa, không ai có thể chối cãi lại được. Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 3 câu 19 ghi rằng miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sự phán xét của Chúa mang tính chí công, công bình tuyệt đối, tất cả mọi người phải cúi đầu xuống để nhận lấy, để nhận lấy. Thứ ba, triệt để. Triệt để.
Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu thứ 12, tôi thấy những kẻ chết lớn, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong sách ấy. Triệt để ở đây có nghĩa là không có sót một ai và cũng không ai thoát khỏi sự phán xét của Chúa. Và trong bối cảnh của tại tòa án trắng, chúng ta nhớ sự phán xét các dân tộc, rồi sau đó ngàn năm bình an, rồi sau đó tiếp tục trong ngàn bình an thì Satan bị xiềng lại trong hạ nền 1000 năm bình an. Sau khi thả ra, Kinh Thánh nói rằng Satan đi tiếp tục dỗ dành các dân ở trên đất, rồi có một cuộc chiến cuối cùng, có nhiều người theo lời dụ dỗ của Satan chối bỏ niềm tin mặc dù họ đã tin Chúa. Thì trong tòa án trắng, tại tòa án trắng này không còn sót bất cứ một ai. Những người tin Chúa sống trong hòa bình ở trong thế giới nằm bình an, rồi họ chối bỏ đức tin trong sau khi thế giới nằm bình an, họ cũng sẽ chịu đón xét trước tòa án trắng của Đức Chúa trước khi thế giới này chấm dứt. Luôn cả Satan, quỷ sứ hay là những thiên sứ sa ngã cũng sẽ chịu sự đón xét tại tòa án trắng, và đem mang tính triệt để là không sót bất cứ một người nào trước khi chúng ta người tin Chúa bước vào thiên đàng ở với Chúa đời đời. Và đây là điều xin Chúa giúp cho chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa. Tôi xin trích luận bài giảng ở đây. Giáo lý về sự phán xét đã được Kinh Thánh khẳng định rất rõ, và Chúa Ngài sẽ sớm thực hiện điều mà Chúa đã hứa. Ngài sẽ đến mau chóng, Chúa không chậm trễ đâu. Như vậy vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây đó là chúng ta phải làm trọn bổn phận của mình. Như điều chép ở trong Tiêu Thân Nhì đoạn 4 câu thứ 5, mọi phận sự về công việc của chúng ta phải làm cho đầy đủ. Như vậy chúng ta sẽ suy nghĩ thế nào để đáp ứng với lời của Chúa khi chúng ta nghĩ về sự phán xét cuối cùng? Là người tin Chúa, là người yêu mến Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta ở trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này nhắc nhở chúng ta một đời sống trung tín cho đến cuối cùng. Chúng ta đang bước cận kề đến sự tái lâm ẩn nhiên của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa để chúng ta không đối diện với sự phán xét. Như điều Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 câu 1, hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta hy vọng điều đó khi chúng ta giữ đức tin của mình để gặp Chúa trong ngày Chúa tái lâm ẩn hiện. Nếu chúng ta tra xét đời sống của mình, vẫn còn điều gì thiếu sót trong đời sống của chúng ta chưa thật sự giữ lòng trung tín với Chúa, xin lời Chúa sáng nay nhắc nhở để chúng ta ăn năn quay trở lại với Chúa, từ bỏ con đường tội lỗi, bởi vì Chúa Giê-xu Ngài đấng biết tất cả mọi sự. Chúa nhìn thấy những ý tưởng của chúng ta, Chúa nhìn thấy những động cơ bên trong lòng của chúng ta người khác không nhìn thấy được. Chúa biết tất cả những điều đó, và tất cả những điều thầm kín đó nó sẽ phơi bày ra trước mặt Chúa trong ngày Chúa đón xét. Như vậy hãy mau chóng ăn năn tất cả những lầm lỗi của mình để chúng ta không cùng chung số phận với kẻ ác. Và điều thứ ba, chúng ta xin Chúa giúp cho mình khi suy nghĩ đến số phận đời đời của những kẻ ác, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm rao giảng tin lành của người. Đây là điều mà Chúa đã phó cho mọi chúng ta, và cốt tại điều đó mà Chúa cứu chúng ta trở nên những con người sống trong tình yêu của Ngài. Hãy rao giảng tin lành, cứu những người hư mất để họ không đối diện với sự phán xét tại tòa án của Đấng Christ. Xin Chúa ban phước cho họ thánh. Amen.